Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 là ngày thể thao Việt Nam. Những người làm chương trình xin gửi lời kính chúc tới các đồng chí cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đang công tác trong ngành thể thao Hưng Yên có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Chúc thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Hưng Yên có nhiều chuyển biến để bắt kịp với thể thao thế giới. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thao chào mừng ngày thể thao Việt Nam. Đây là dịp nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của thể thao Hưng Yên 75 năm xây dựng phát triển, đồng thời tạo không khí vui tươi lành mạnh, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, tham gia tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, người lao động, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hội thao thu hút trên 100 vận động viên, cổ động viên là cán bộ, công chức, người lao động của 9 đơn vị trong toàn ngành cùng tham gia thi đấu và cổ vũ. Các nội dung thi đấu tại hội thao là cầu lông, bóng bàn và kéo co. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, ban tổ chức hội thao đã tiến hành tổng hợp kết quả và trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao nhất đối với từng bộ môn thi đấu. Cũng trong dịp này, huyện Văn Giang đã tổ chức giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi năm 2021. Tham dự giải có 60 vận động viên đến từ 8 xã thị trấn trong huyện. Giải thi đấu 3 nội dung gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu kịch tính, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thể thao Việt Nam và 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, nhiều trường học trong thành phố Hưng Yên đã tổ chức thi đấu bóng đá cho các em học sinh. Nhà trường tổ chức thi đấu giữa các lớp trong từng khối với nhau và chọn ra các đội mạnh để tranh đấu nhất nhì ba. Tham gia giải bóng đá, các em được rèn luyện sức khỏe và có cơ hội thể hiện năng khiếu của bản thân. Bên cạnh đó còn là cơ hội để giao lưu gắn bó tình đoàn kết. Hoạt động này cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao học đường. Cũng nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên đã tổ chức thi đấu giải cầu lông. Tham dự giải có 20 vận động viên thi đấu theo thể thức đôi nam và đôi nam nữ. Các vận động viên được chia cặp thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra đội thắng vào chung kết. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Đây cũng là dịp để Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá quá trình thực hiện phong trào tập luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại của các cán bộ, công nhân viên trong sở. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 sẽ là năm sôi động của thể thao thành tích cao Hưng Yên khi tham dự nhiều giải đấu trong nước. Các đội tuyển đang hướng tới thành tích cao hơn năm 2020. Nhân ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, mời quý vị và các bạn theo dõi một số hoạt động của thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Đội tuyển bóng chuyền nữ Hưng Yên đang trong quá trình chuẩn bị cho giải bóng chuyền A1 toàn quốc diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 4 tới. Toàn đội đang nỗ lực tập luyện tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên với mục tiêu phấn đấu lọt vào vòng chung kết. 22 thành viên trong đội tuyển là những vận động viên trẻ tuổi từ 16 đến 18, có kỹ chiến thuật tốt, đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện. Thời điểm này thì chúng tôi cũng đã đang trang bị kỹ chiến thuật và chủ yếu tập vào nhóm để chuẩn bị cho vào cái bước vào thi đấu. Tuần tới thì chúng tôi cũng đã mời cả các đội những ngân hàng công thương về thi đấu cọ sát tại Hưng Yên để cho các cháu va vấp học hỏi cái kinh nghiệm. Trong nhiều năm trở lại đây, các đội tuyển võ thuật luôn là thế mạnh, giành nhiều huy chương vàng cho thể thao Hưng Yên. Sau một thời gian tạm nghỉ tập luyện do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời điểm này các vận động viên đang tập luyện với cường độ cao để chuẩn bị cho một loạt giải đấu diễn ra vào cuối tháng 3 và tháng 4 tới. Các đội tuyển karate, taekwondo, ushu, boxing, pencasilat đều đặt ra mục tiêu đạt thành tích cao hơn năm trước, cố gắng giành nhiều huy chương vàng ở những giải vô địch quốc gia. Mục tiêu đề ra của bọn em là sẽ cố gắng đạt được thành tích cao nhất và giải và mang huy chương về cho tỉnh Hưng Yên ạ. Theo dự kiến trong năm 2021, 14 đội tuyển thể thao thành tích cao Hưng Yên sẽ tham dự từ 40 đến 45 giải thể thao trong nước. Mục tiêu đề ra giành được 140 huy chương các loại. Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như lực lượng vận động viên ở các đội tuyển, ngành thể thao sẽ có kế hoạch đầu tư cho những vận động viên và những môn trọng điểm. Xác định là 8 môn và trên 14 môn thể thao thành tích cao của tỉnh với khoảng gần 40 vận động viên đã, đang và sẽ đầu tư cao. Môn nào cũng phải có những cái chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể. Ví dụ như bóng đá nhì đồng thì năm trước đã giành huy chương đồng, năm nay cũng phải giành huy chương đồng và thậm chí cao hơn. Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến sẽ phải là một trong những đội top trên
giải hạng nhất quốc gia năm 2021. Với sự quan tâm của ngành thể thao cùng sự nỗ lực quyết tâm của các vận động viên, tin tưởng rằng thể thao thành tích cao Hưng Yên sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, qua đó có bước chạy đà thuận lợi để hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.